Hi mọi người, I come back. Như mọi người cũng đã xem cái tiêu đề video của mình thì chắc hẳn sẽ có nhiều người tự nói trong đầu rằng mẹ, cái nội dung dễ học như thế này mà cũng bày đặt làm clip cầu view, đúng không? Thật ra trước khi làm clip này thì mình cũng có suy nghĩ cũng tương tự như các bạn. Nhưng sau khi có được đọc với nghiên cứu một chút ấy, thì mình vẫn cảm thấy là nó dễ. Nhưng nó cũng rất gì là dễ sai. Và đó chính là lý do mà mình làm clip này. Vậy dễ sai ở điểm nào? Thì một phút quảng cáo bắt đầu. Như chúng ta cũng đã biết rằng, việc sắp xếp cái ngày tháng năm trong tiếng Anh và tiếng Việt là như nhau, theo thứ tự ngày tháng năm. Nhưng trớ trêu thay, cái việc sắp xếp đấy lại không còn đúng trong Anh Mỹ. Bởi vì Anh Mỹ sẽ đảo lại thành tháng, ngày và năm. Và đó chính là lý do khiến người đọc sẽ bị nhầm lẫn khi họ không biết được ô, đâu là ngày ngày và đâu là tháng. Ví dụ, ngày mùng 2 tháng 3 năm 1992, chúng ta sẽ viết 2 tháng 3 năm 1992, đúng không? Theo Anh. Nhưng Anh Mỹ lại là ngày mùng là 3 2 1992. Đấy. Như vậy nó đã gây ra một cái sự nhầm lẫn cho người đọc. Đó cũng là lý do tại sao mà những sĩ tử đi thi AL ở phần AL General, phần Writing ấy, là viết thư ấy, thì họ cũng không biết là viết thế nào mới là chuẩn, mới là đúng. Vì vậy thì cái tổ chức ngôn ngữ cuối cùng họ đã chốt lại là năm, tháng và ngày, theo từ lớn đến nhỏ, năm, tháng và ngày là một cái quy chuẩn chung cho toàn cầu. Đó, tiêu chuẩn quốc tế, để mọi người không còn phải nhầm lẫn giữa việc Anh hay là Anh Mỹ. Quay lại quá khứ một chút thì năm ngoái ấy, anh Nguyễn Tử Quảng của BKV ấy, hay chúng ta còn được biết đến biệt danh là Quang Nọ. Thì anh ấy có show lên cho trên mạng cho mọi người xem về một cái hợp đồng mà xuất khẩu lô camera sang châu Âu. Thì lúc ấy các bạn làm bên xuất nhập khẩu mới soi xem cái hợp đồng này nó có sai ở chỗ nào. Và mình cũng đã từng làm một cái clip về cái cũng soi về đấy, thì có khá là nhiều lỗi sai. Và trong đấy có một bạn đã bảo rằng ấy, nhìn cái việc sắp xếp của ngày tháng năm ấy, bảo ô, ông này sắp xếp thế này không đúng theo kiểu tiếng Anh chuẩn đấy. Nhưng mà quan điểm của mình là ok, vậy vẫn chấp nhận được, bởi vì thật ra chúng ta không biết đấy, ông này đang muốn học tiếng Anh hay là Anh Mỹ đấy, hay là thế nào đấy, thì đó là việc được chấp nhận đấy, chứ không thể nói là sai được. Các bạn có thấy là nó khá gì dễ là nhầm lẫn, đúng không ạ? Vì vậy theo quan điểm của riêng của cá nhân mình ấy,
để tránh khiến người đọc khó hiểu và tránh bị soi, thì cách tốt nhất chúng ta không nên viết số ở cái tháng trong tiếng Anh, mà chúng ta nên viết thẳng ra là chữ luôn. Ví dụ September, October, November hay là December. Ấy, chúng ta sẽ viết thẳng ra. Còn viết thẳng ra thì nó sẽ khá là dài. Đấy. Thì cách tốt nhất thì bạn chỉ cần viết ba cái chữ cái đầu tiên. Ba cái chữ cái đầu tiên thôi. Ví dụ October là OCT. Đấy. Nhưng cái lưu ý đặc biệt quan trọng đó là chữ cái đầu tiên của cái tháng ấy là chúng ta phải viết hoa. Mình nhắc lại một lần nữa, phải nhớ rằng chữ cái đầu tiên sẽ phải viết hoa. Nếu không viết hoa, chặt tay. Đấy, coi như là sai, vứt. Thì khi mà viết tắt như vậy ấy, thì do dù bạn viết 2 October OCT rồi 5 hoặc là OCT 2 5 đấy, tháng trước, ngày sau hay ngày sau tháng trước, thì người đọc vẫn có thể hiểu được cái nội dung của cái mà các bạn đang viết. Đấy, người sẽ không bị nhầm lẫn. Thì và có, nếu có ai bắt bẻ thì bảo ồ tao dùng Anh ta hoặc là tao dùng Anh Mỹ, đấy, nó không phải là vấn đề. Đấy. Ok, vậy thì tóm lại nội dung là gì? Tổng kết lại nội dung đó chính là: thứ nhất, các bạn nên viết chữ tháng từ số ra thành chữ cái, không nên viết là số. Và có thể thì hãy viết, nếu mà không thể thì viết tắt là ba chữ cái đầu tiên. Và điều thứ hai các bạn phải nhớ đấy chính là viết hoa chữ cái đầu tiên của tháng. Đấy, thì chúng ta sẽ không sợ bị sai hoặc là bị ai người ta soi cái ngữ pháp của chúng ta. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình.